welcome back to my channel Lugu Live Vlogs. Và bây giờ là Lugu đang đi tập yoga các bạn. Mới tập ngày hôm qua, lỡ đầu năm mới vô là người ta khởi công ngày hôm qua, là ngày hôm qua đi tập rồi. Tập xong là cảm thấy tinh thần rất là khoảng sảng khoái ha. Nói chung là tỉnh táo ra ha. Tại vì Tết thì chắc ăn hơi nhiều, ăn không điều độ, ăn tùm lum tà la rồi không có tập thể dục gì hết. Chỉ ăn xong ngủ rồi đi chơi vậy thôi. Cho nên là cái bắt đầu là ý là cái cơ thể cảm thấy nó hơi nặng nề rồi, tâm trí nói chung là nó ù lì các bạn. Thì bắt đầu là ngày hôm qua đi tập xong là rất là mệt các bạn, rất là mệt, nhưng tập xong là cảm thấy rất là thoải mái luôn. Rất là thích ha. Thì hôm nay mình đi tập tiếp ha. Thì nói chung là đầu năm thì cái lớp yoga cũng không có nhiều, với lại là người ta sắp lịch á, ý là chắc là người ta biết không có nhiều người đi tập á, cho xong rồi người ta sẽ cắt bớt cái lịch, ý là giảm bớt cái lớp học á, cái lớp tập á các bạn. Đó. Thì nói chung là cũng ok ha. Thì bây giờ tập vào buổi chiều nay thì không có tập, không có đen, không có lớp đen, chỉ là có lớp buổi sáng ngày hôm qua là buổi chiều có, nhưng mà buổi chiều làm biến á, xong rồi đi trễ, ý là cái lớp mà sau á, lớp sau cùng á, cho nên là lớp đen nó cũng trùng giờ luôn, cho nên là không có tập được cái lớp đen luôn. Đó, như vậy á, xong rồi thì bữa nay tập tiếp thì mình sẽ ưu tiên tập yoga. Xong rồi bữa nay mới đi uống cà phê các bạn, đi uống Phước Long á, xong rồi uống trà sữa Phước Long thì nó cũng là pha rất là ngon, nhưng mà ha, có sữa với lại trà đó, và trà như là chất trà của dạng là trà lá nguyên chất hay sao, nói chung là không biết, uống xong là say sẩm mặt mày, nói chung là uống khi mà đi về bắt đầu là tay chân là run rẩy luôn các bạn, run rẩy luôn, thực sự là run luôn. Gặp buổi sáng chưa ăn cơm luôn, chưa ăn sáng luôn, xong rồi buổi trưa là đi cái lúc đi như là 11 giờ mấy gì đó, đi bắt đầu là uống không rồi không ăn, coi như là nhịn ăn trưa luôn. Bắt đầu 2 giờ ý là về xong rồi mệt quá, xong rồi tính nằm nghỉ mà thôi, xong rồi cứ nó say trong người á các bạn, mà không ăn bắt đầu nó càng giật thêm đúng không, không ăn thì nó sẽ say nhiều hơn, xong rồi ráng ngồi lên kiếm cơm ăn. Trời ơi, ăn xong thì nói chung bây giờ nó tỉnh lại xíu, chắc là trà nó đi tiểu ra ngoài hết rồi các bạn, xong rồi cảm thấy ok. Xong rồi khoảng mùng
40 gì người ta mới bắt đầu mở đó, mới bắt đầu mở xong rồi mới đi cà phê đồ, đi với bạn bè chị em gì đó, đi nói chuyện, ý là mình sẽ đi ra ngoài cho nó